Xin mời các thầy cô, chúng ta đứng dậy để chuẩn bị làm nghi thức chào cờ. Học sinh toàn trường chú ý. Sau đây xin trân trọng kính mời các thầy cô cùng tất cả các em học sinh chúng ta cùng đón xem chuyên đề an toàn giao thông của chi đoàn 11D3. Xin thầy cô cùng em cho một tràng vỗ tay thật lớn. Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo Thanh Xuân đã tham dự buổi chuyên đề về an toàn giao thông của chi đoàn lớp 11D3 ngày hôm nay. Trước tiên cho mình hỏi, có bạn nào hay xem chương trình chiều buổi sáng của VTV không ạ? Nếu có, hãy cho mình thấy cánh tay của bạn đi ạ. Như các bạn đã biết thì chào buổi sáng là một chương trình tin tức được phát sóng đầu tiên trong ngày, liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống cũng như xã hội. Và mỗi ngày đều có ít nhất một vụ đụng độ giao thông đáng lưu ý được đưa lên chuyên mục giao thông của bản tin. Nếu tính như vậy thì trong một năm sẽ có ít nhất là 365 vụ tai nạn đã xảy ra. Thật là một con số đáng kinh ngạc đấy. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, theo số liệu thống kê, chỉ trong 6 tháng ngắn ngủi kể từ đầu năm 2022, trên cả nước đã ghi nhận hơn 5.684 vụ tai nạn giao thông, cướp đi mạng sống của 3.286 người và đã khiến 3.696 người bị thương.
Đó chẳng phải vẫn tương đương với số lượng người từ chợ khi chính sách xảy ra hay sao? Quả thực, những con số thương tâm trên đã phần nào giúp ta ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề an toàn giao thông tác động tới cuộc sống của mỗi con người. Trước hiện thực đau lòng ấy, nhà nước ta cũng đã đưa ra những tuyên truyền, cung cấp hiểu biết về an toàn giao thông cho người dân nhằm nâng cao ý thức của mọi người khi tham gia giao thông. Cùng với đó là nhiều chính sách răn đe, phòng ngừa phù hợp với hy vọng giảm thiểu những vụ đụng độ giao thông không đáng có. Thế nhưng, hàng ngày vẫn cứ liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn thương vong không đáng có. Không ai biết được rằng, đến khi nào chỉ chúng ta sẽ trở thành một trong những số nạn nhân xấu số ấy. Nhanh một giây, chậm cả đời, liệu vi phạm luật an toàn giao thông có phải là chuyện chúng ta đáng để đánh cược, đánh đổi bằng cả mạng sống của chính mình? Tới với buổi sinh hoạt chuyên đề về an toàn giao thông ngày hôm nay, chi đoàn 11D3 chúng em muốn gửi tới một thông điệp: ý thức tham gia giao thông thể hiện bản lĩnh con người. Muốn đi nhanh, phải từ từ, nhưng không thể đợi lâu được hơn nữa. Ngay bây giờ, chúng em xin mời các thầy cô giáo và các bạn cùng hòa mình vào bầu không khí ma mị và đầy cuốn hút qua bài múa Kẻ Cắp Gặp Bà Già do chi đoàn 11D3 trình bày. Thank you.
kẻ cắp thì gặp bà già, vỏ quýt dày thì gặp móng tay nhọn. Vậy vi phạm luật an toàn giao thông thì gặp ai? Để tìm ra câu trả lời, mời các thầy cô và các bạn cùng thưởng thức tiểu phẩm an toàn giao thông do chi đoàn 11D3 thể hiện. Hiện nay, khi xã hội đã thu gọn lại vào trong guồng quay của cuộc sống, thì không ít cha mẹ đã không còn sát sao hay quan tâm con cái được trọn vẹn, bởi luôn phải xoay quanh trước sức mạnh của đồng tiền. Thật éo le làm sao khi con cái đã bắt đầu ăn chơi, học đòi và có thể là vi phạm cả pháp luật. Bi kịch xảy ra từ đó. Xong chưa? Còn có 10 phút thôi đây. Đấy, chờ tí. Lê ma lê mê, mẹ đúng là thằng Năm rùa. Có đi không? Chờ tí. Nam, dừng lại, lấy mũ vào đội ngay cho mẹ. Giao thông bây giờ nguy hiểm thế này mà không đội mũ. Cả cháu nữa, mũ cháu đâu? Con để xe bố. Cái gì kìa? Đi xe gì kìa? SH. Bao tuổi rồi mà bày đặt SH? Con 17. Đủ tuổi chưa? Sắp ạ. Cháu ra lấy cái mũ vào đây đội cho cô xem. Nhanh cái chân lên. Đấy. Thằng Nam đứng đây. Đội mũ vào. Đội như thế à? Đây. Đấy. Cô là cô không đồng ý cho cháu đèo con trai cô bằng xe hơn 50 phân khối đâu. Vâng. Lần cuối cùng đấy. Dạ. Tối nay mẹ đi làm về muộn, hai con ở nhà. Hai con đèo nhau về nhà cẩn thận. Mẹ đi làm đây. Vâng ạ, con chào mẹ. Tao mới làm sóng bên tích này. Mà tao sợ công an vẫy lắm. Tao bộ trưởng công an. Lên anh lên muộn học rồi. Và cứ như thế, hai cậu học sinh đã được thông chốt và việc đến trường đã trở nên thuận lợi. Có những buổi chuyên đề rèn luyện cho chúng ta về kỹ năng luật pháp để trở thành một công dân tốt. Tới với buổi chuyên đề đầu tiên ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề an toàn giao thông, một chủ đề không hề mới, tuy nhiên vẫn được diễn ra hàng năm vì tính mạng con người là vô cùng quan trọng. Việc đầu tiên, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về một số tín hiệu giao thông hay còn được gọi là biển báo giao thông. Trước tiên, có bạn nào biết đây là biển gì không? Mời Khánh Chi. Em thưa cô, đây là biển cấm đi ngược chiều ạ. Đúng rồi, đây là biển cấm đi ngược chiều. Một biển tròn đỏ, có gạch trắng ở đang giữa là biển cấm đi ngược chiều. Cô biết nào học lớp định trên liên quân. Trung, Nam, một lần nữa, tôi sẽ ghi vào sổ đầu bài. Tiếp theo, có bạn nào biết đây là biển gì không? Mời Hà Quang Anh. Dạ, con thưa cô, đây là biển yêu cầu người ta phải rẽ phải ạ. Đúng rồi, đây là biển được phép rẽ phải. Và trái ngược với biển rẽ phải là biển cấm rẽ trái nhá. Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về một số biển báo phổ biến. Nhiệm vụ của các em về nhà là tìm hiểu thêm về một số biển báo và cho cô biết công dụng của chúng. Bây giờ, trên tay cô là bản cam kết do nhà trường triển khai về các lớp.
mọi người đọc kỹ và hứa với nhau cùng thực hiện thật tốt nhé. Học sinh chưa đủ 18 tuổi, không được điều khiển xe mô tô, xe máy từ 50 phân khối trở lên tham gia giao thông và đi đến trường. Ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm của các cơ quan quy định. Khi đi xe mô tô, xe máy không được ngồi từ 3 người trở lên, đi đúng phần đường quy định, không tổ chức đua xe trái phép, phóng nhanh, vượt đèn đỏ, vi phạm luật khi tham gia giao thông. Khi tham gia giao thông bằng xe đạp, không được giả hàng ngang và phải đi đúng phần đường quy định. Đi bộ phải đi đúng theo phần đường quy định, khi đi qua đường phải đi đúng nơi quy định dành cho người đi bộ, theo chỉ dẫn của vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và tín hiệu đèn giao thông. Khi tan học, học sinh không được tụ tập ở cổng trường. Phụ huynh học sinh đưa đón con tập kết đúng nơi quy định, không để ủn tắc giao thông ở cổng trường. Đấy, mày thấy chưa? Không đội mũ bảo hiểm này, phạt 200 nghìn đấy. Lần sau mày nhớ đội. Xin lỗi, tao mù câm điếc, tao không hiểu mày nói gì cả. Mà nói chung ấy, là nói ít thôi, không anh ngứa mắt anh kỷ niệm mày hai bên pha đấy. Cô, con đi vệ sinh phát ạ. Trung, đứng lại. Xin phép đàng hoàng dọn đi. Con xin phép cô đi vệ sinh ạ. Con đi chưa cô? Được rồi, anh đi đi. Và bây giờ lớp chúng ta sẽ thu lại bản cam kết này. Con rồi cô. Bây giờ trên tay cô là bản cam kết có chữ ký của tất cả các em. Cô hy vọng đây không chỉ là một bản cam kết có chữ ký ở trên giấy đơn thuần, mà đó còn là lời cam kết giữa chúng ta. Các em đã đủ trưởng thành để hiểu việc chấp hành đúng luật giao thông là vô cùng quan trọng và tính mạng con người cũng vô cùng đáng giá. Vậy, buổi sinh hoạt chuyên đề của chúng ta kết thúc tại đây. Cả lớp, đúng. Hiểu. Cô chào cả lớp nghỉ đi. Cứ thế, cậu bạn xin đi vệ sinh, bước ra khỏi lớp, cứ như thế mà phóng xe ra quán nước ngồi. Vừa hay lại gặp đúng cô bạn cậu thích mê mệt từ lớp 10 tới giờ. Hello Osley, chào xem em nhá. Em là ai nhỉ? Không quen, chị. Mùi riêng như tụi mình hài hước à? Ui xùi, tóc em mùi gì thơm ấy. Nhưng mà sao xinh đẹp mà nóng tính ấy, anh không thích đâu. Đừng có trêu kiểu đấy, nó có người yêu ở đây. Cái thằng quất con nào dám cướp người yêu tao ấy. À, ở ngoài nghe thấy ông bạn thích bạn gái tuổi à? Trông sang chảnh thế mà lại tán người yêu của bạn à? Bình tĩnh, ngồi xuống. Tao đã đứng đâu mày bắt tao ngồi mày ngáo à? Mà thôi, lớn rồi, ai giải quyết bằng tay chân nữa? Thích thì đua đi. Nào, tao phải sợ cái thằng nhãi danh như mày á, thích thì nhích luôn đấy. Thế cuối tuần này nhá, anh đi đây. Mày lượn cho nước nó trong, đường đấy anh phải lóng. Đi học về là đi học về. Em về nhà, em chào cha mẹ. Cha em khen vì em rất ngoan. Mẹ ôm em một đôi vai. Ô, đi ra tao bảo tao buồn quá. Ủa ôi, trời mưa rồi kìa. Yên tâm, tay có máy che. Ngồi tâm sự tao thế đi. Ôi, chuyện gì đấy? Thằng lớp bên cạnh như thằng Nhật đi. Nó hững mất tay trên, cứ bên em Hosky của tao rồi. Ôi dồi ôi, tưởng chuyện gì. Về nhà tao giới thiệu cho hai em. Càng đẹp luôn. Thôi muộn, mấy cái em mày không lịch pha thì cũng vêu mõm. Mày giới thiệu anh với cái hàng đấy ha. Thôi, đi đi cô ạ. Còn hơn là mày nhá. Gì, mày ý kiến không? Mày thích, mày từ thế trột không? Thôi trời vừa rồi đi về đi. Về thì ngồi nói chuyện tí. Thôi, tao sợ mẹ tao mắng lắm. Mẹ mày hôm nay đi làm cả ngày mà. Hay mày sợ ma? Về nhà ở nhà mình sợ ma thì... Xem. Thôi về đi cụ. Anh đưa em về. Đi. Đi đi. Đi.
Nhật đấy. À. Ui, trời đang mưa mà, bình tĩnh. Đứng. Ọc. Tưởng thế nào, non thế cũng đòi gặp anh đi đùa. Mày cho túi xe đi đấy. Đây. Lượn đi. Tại mày. Tại mày. Mày. Tao bảo được trơn mà. Trơn đâu trơn. Đây trơn mưa đấy như gì đó. Mày nhìn có mưa không? Mắt mày bị lệch à? Ờ. Mày ngáo à? Đồ hơi ngon đấy. Ai mua đấy? Giới thiệu tao. Mà mày hôm nay mày ôm cua này sao đi với tao? Đi đâu cơ? Chủ nhật đi đùa ấy. Ờ. Mày ngã như này còn đòi đi đùa. Làm sao? Bây giờ nha, mày xuất sắc đến chỗ này, mày phải nghĩ đến gia đình chứ. Không nghĩ làm sao? Mày phải nhớ có mẹ già, con nhỏ ở nhà đấy. Mẹ tao còn trẻ mà cùng. Ôi, mày đừng đi. Ở lại với tao đi. Đừng cản tao. Ngã thật đấy, tao đi đây. Ơ, Trung. Sau khi ngã xe, Trung ấm ức. Những ngày sau khi lên trường, Nhật thường đi qua cùng đám bạn khiêu khích và nói đều Trung. Và cuối cùng, ngày này cũng đến. Cuộc đua của Trung và Nhật đã diễn ra. Gọi cả đội à, hai thằng lót chót nào kìa. Anh sợ chú thua nên gọi nhiều người ra để chứng kiến ấy. Thôi, đi luôn nhỉ? Bắt đầu luôn nhỉ? Về cái gì về với vạ vẫn đang đùa gọi ít rồi nhá. Chết đường mới xây không có hệ thống đèn đường, con mình đi vào đây chắc ngã chết. Alo, đang đâu anh cu? Alo, trả lời ra đi cu. Sau tiếng vang ấy, nam như người mất hồn và nhanh chóng gọi điện cho mẹ của Trung và nhận được câu trả lời rằng gọi vẫn chưa về. Alo, cô phải về bạn Trung không ạ? Đúng rồi cháu ạ. Ôi, cô bạn Trung đã về nhà chưa? Chưa cháu ơi. Hôm nay bạn ý bảo con là bạn ý đi đua ở đâu ấy ạ? Mà vừa ấy con nghe thấy tiếng tai nạn. Chắc có chuyện gì không may xảy ra với bạn ý rồi. Ôi cháu nói thế là cô cũng thấy lo quá. Để cô gọi điện thử cho nó xem sao. Cảm ơn cháu nhé. Chào cháu. Con chào cô ạ. Một lúc sau, không thấy mẹ Trung liên lạc lại, Nam vội nhấc máy gọi điện cho Nhật. Alo, Nhật à, đang đâu ấy cụ? Thằng Trung đi cùng mày không đây? Thằng nhõi con đang nằm ở trên đường này, ra mà đem xác nó về đi, còn gây tai nạn cho người dân nữa đây này. Ok, 5 phút.
Thế rồi, Nam Phi ra hiện trường vụ tai nạn và thật bàng hoàng hơn khi thấy người bị đâm chính là mẹ mình. Sao ông ngủ? Đứng dậy đứng nào gãy bố chân. Phủ hết sớ để hết cả chân tay đây này. Ôi mà quan trọng mày ra xem người bị tai nạn sao ấy, tao thấy nằm liệt giường nãy giờ. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh đi mẹ ơi! Sẽ cấp cứu ấy! Cấp cứu đâu? Nhanh lên! Cấp cứu đâu? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ kia! Sao mẹ đánh mẹ tao? Chào lại mẹ! Mạng sống cho mẹ tao! Tại sao lại làm mẹ mày xin lỗi? Mày không nhớ mẹ tao làm cực đấy à? Quan trọng là bây giờ mẹ mày bị làm sao rồi? Cấp cứu đưa đi chưa? Cút đi! Không cút đâu. Mẹ Nam được đưa vào bệnh viện, được sơ cứu kịp thời, nhưng mạng sống thì vẫn còn rất mong manh. Bác sĩ! Tình hình của mẹ tôi sao rồi? Hiện tại thì bệnh nhân đã có cơn nguy kịch và có tiến triển tốt lên, nhưng mà cần được chăm sóc và theo dõi thêm cho có thể vào thăm mẹ. Vâng ạ, tôi cảm ơn sĩ. Ơn Nam ơi! Nam, cho tao xin lỗi mà. Mày đến làm gì? Tao hối lỗi rồi, cho tao xin lỗi. Nhưng mà mấy hôm nay tao mất ăn mất ngủ rồi. Đừng động vào tao, cổ tay ra. Cổ tay ra! Cổ tay ra! Đi! Sao mấy hôm nay tao mất ăn mất ngủ vì mẹ mày rồi? Bây giờ mẹ mày đâu ổn thân chưa? Sao mày không nghĩ là lúc trước khi đua mày nghĩ này đi? Sao bây giờ mày... Cho tao xin lỗi mà, tao hối lỗi rồi. Mày nên nhớ, tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi. Mày không bao giờ nghe tao. Lúc nào cũng chỉ đi đua, đua và đua thôi. Ôi, bây giờ tao đua mày mà. Mày nghĩ hoàn cảnh đấy. Nếu mày mà mình tai nạn thì mẹ mày ở nhà sống như thế nào? Cho tao xin lỗi mà Nam. Cút đi! Nam, Trung. Ông mẹ. Nam còn bình tĩnh, ngồi lên đây nói chuyện. Mẹ ngồi đi mẹ ơi. Con chào cô ạ. Cô đỡ chờ cô. Mẹ bỏ ra tay bẩn mày ra. Nam, bình tĩnh. Có mẹ ở đây rồi. Có mẹ là không sao. Còn bình tĩnh. Trung đấy là cháu. Cô mẹ. Cô vẫn nhớ như in sáng ngày hôm ấy, cô đã dặn cháu đi xe phải đội mũ. Xe thì cao hơn phân khối 50. Đấy à. Nhưng cháu không nghe cô rồi đêm hôm đấy nữa. Vì cháu đi tốc độ quá nhanh, cô đã không thể tránh được và để ra tai nạn thương tiếc này. Thôi ạ, con biết sai rồi, cô cho con xin lỗi ạ. Con đã rất hối lỗi. Ngày hôm nay con không ăn được cái gì cả. Con cũng ngồi nghĩ đến cô rồi. Sao mày không nghĩ lúc đấy thì? Tao bảo đây tao ngu rồi. Tao xin lỗi. Tha lỗi cho cháu không phải là không thể. Cha mẹ nào cũng có thể tha lỗi cho con cháu, cho con cái. Nhưng cô tha lỗi thì cô mong cháu biết sửa lỗi và nghĩ cho mọi người xung quanh, tránh để gây ra hậu quả thương tiếc. Cháu nhớ chưa? Vâng. Con xin hứa với cô, con sẽ trở thành một công dân tốt ạ, để cho cô vui lòng. Cháu nói thế thì cô cũng yên tâm rồi. Sau mà nhớ đội mũ bảo hiểm vào, tao phang cả mũ bảo hiểm đầu mày đấy. Gấu đấy củ. Thôi, tao xin lỗi. Cô nhớ uống đầy đủ, mau hồi phục cô nhá. Cô cảm ơn nhá. Tôi chính là người đã gây ra vụ tai nạn và đã phải chứng kiến cả người khác phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết để giữ lại một chút hơi thở mong manh. Hơn đáng trách hơn, tôi còn không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng và né tránh tất cả các luật giao thông được nhà nước đề ra để bảo vệ cho chính cái bản thân tôi và mọi người xung quanh. Nên tôi mong mọi người hãy đứng bước vào vết xe đổ của tôi mà hãy trở thành một công dân tốt, tuân thủ luật an toàn giao thông. Xin cảm ơn. Trong tiểu phẩm vừa rồi, bạn Trung đã ý thức được sự nghiêm trọng của việc vi phạm luật giao thông, biết được luật an toàn giao thông đang thực sự bảo vệ chúng ta như thế nào.
và bạn sẵn sàng thay đổi vì tương lai, vì gia đình, sống một cuộc đời mới nhiều ý nghĩa hơn và hy vọng tất cả chúng ta đều vậy, có trải nghiệm, có bài học và sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Bản lĩnh khi tham gia giao thông không phải là câu chuyện của tốc độ hay tiếng nẹp bô, dù gà đinh tai nhức óc, mà nó chính là văn hóa ứng xử văn minh khi của mỗi người khi tham gia giao thông. Hãy bắt đầu xây dựng bản lĩnh giao thông của riêng bạn, chấp hành đúng luật giao thông và bạn sẽ thấy tự tin hơn khi tham gia giao thông đấy. Đi đúng chiều gặp nhiều may mắn và hãy nhìn đúng hướng để đừng bỏ lỡ tiết mục flash mode để sôi động của lớp 11 D3 nhé.
buổi sinh hoạt về an toàn giao thông đã khép lại với thông điệp ý thức tham gia giao thông thể hiện bản lĩnh con người. Hy vọng qua đây các bạn hãy nâng cao ý thức của mình, chấp hành đúng luật an toàn giao thông để bảo vệ thật tốt cho bản thân và mọi người xung quanh khi tham gia giao thông nhé. Để có một buổi chuyên đề thành công như ngày hôm nay lại thành quả tích góp từ những đóng góp to lớn của tất cả mọi người. Xin cảm ơn toàn bộ tập thể lớp 11D3 đã luôn đồng hành cùng nhau trải qua nhiều tầng tập luyện để hôm nay chúng ta được chứng kiến những tiết mục thật là mãn nhãn. Cảm ơn tất cả các bạn học sinh đang ngồi dưới sân trường lúc này vì đã trở thành những người bạn đồng hành đi cùng chuyên đề của lớp 11D3 cho đến tận phút cuối cùng. Và chúng em xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt nhất tới cô Đỗ Kim Thúy, người thầy trở lại con thuyền 11D3. Cảm ơn cô vì đã luôn nhiệt huyết, hết lòng vì chúng con. Và em cũng vô cùng biết ơn toàn thể ban giám hiệu nhà trường đã cho 11D3 có cơ hội tổ chức buổi chuyên đề này. Và đây cũng chính là màn kết của buổi chuyên đề ngày hôm nay. Hy vọng mọi người trong chúng ta sẽ đều tự rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân khi tham gia giao thông. Và một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Thay mặt cho lớp 11D3, em xin kính mời thầy Vũ Đình Hà, hiệu trưởng nhà trường, cô Đỗ Kim Thúy, chủ nhiệm lớp 11D3 và cô Giang Thị Kim Anh, phó hiệu trưởng nhà trường lên đón nhận những bông hoa tươi thắm nhất thay cho lời cảm ơn của chúng em ạ. Toàn trường chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn nữa dành cho chuyên đề của chi đoàn 11D3. Thay mặt cho ban chấp hành đoàn trường xin được cảm ơn tập thể lớp 11D3, các thầy cô cũng như là ban phụ huynh của lớp 11D3 đã thực hiện buổi chuyên đề ngày hôm nay. Cảm ơn các em học sinh của chi đoàn 11D3 đã có một buổi chuyên đề hết sức ý nghĩa. Buổi chuyên đề thực hiện buổi sáng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin mời các thầy cô cùng các em chúng ta lên lớp.